Thưa quý vị và các bạn, đây là một con ngựa sắt chạy bằng bàn đạp do chú Trần Tiến Dũng ở Nam Định đã tự chế tạo ra. Và để xem rằng là cái con ngựa sắt này sẽ hoạt động như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lương Hà và chú Dũng trải nghiệm ngay sau đây nhé. Là đạp thôi, kiến ngồi thôi, kéo trái đạp phải đều được. Đạp cái này thì cũng là nếu như đạp không quen thì cảm giác nó rất nặng, nhưng mà nếu mà đạp quen thì nó bình thường. Tức là vật liệu tôi làm là toàn bộ bằng sắt thôi. Bằng sắt thì là mình con ngựa này là gò tụ cái thùng tôn người ta bỏ đi. Còn toàn bộ phần dưới này là khung sườn này thì mình mua sắt về mình hàn thôi. Cái này là bây giờ nó là phiên bản thứ tư rồi, qua từng phiên bản thì đã nâng cấp rất nhiều. Cái hoạt động khó nhất là cái đôi chân mà đến bây giờ là cũng đã nâng cấp rồi. Mỗi một lần mà để mà chỉnh sửa lên một cái phiên bản mà nó ưng ý cho mình là mình rất là hài lòng, nhưng mà sẽ phải phấn đấu làm sao mà để mà triệt tiêu được những cái khuyết điểm của nó, càng ngày càng phải nâng cấp, nó cao cấp hơn nữa.